Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Thành, 36 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội, mức án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Tiến Duy 3 năm 6 tháng tù, Trần Đức Cường 3 năm tù, đối với 50 bị cáo còn lại ở các nhóm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo đến 39 tháng tù. Trong vụ án này, Thành bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, xây dựng và hoàn thiện, sẵn sàng chi tiền tỷ để vận hành hệ thống game đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền người chơi nạp vào đường dây của Thành qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại và các ứng dụng khác để chuyển khoản đại lý hơn 1.100 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, để tăng phần hấp dẫn, mỗi khi thấy người chơi thua nhiều quá thì các đối tượng sẽ thả để game thủ ăn lại. Còn nếu con bạc thắng nhiều, đường dây sẽ siết lại để nhà cái ăn. Điều này có nghĩa là tỷ lệ thắng thua chẳng còn là chuyện hên xui mà được ông trùm chi phối hoàn toàn. Tiền vào tài khoản của Nguyễn Minh Thành thì không ai thống kê được, kể cả chính anh ta. Đến nỗi lời khai của đàn em cho thấy, khi được giao nhiệm vụ rút tiền mặt, dù có rút thêm vài trăm triệu bỏ vào túi riêng, thì ông trùm cũng không biết vì số tiền quá lớn. Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù, đầu tư là chắc thắng. Lời mời hấp dẫn thu hút hàng ngàn người tham gia vào đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng của ông trùm Hà Miên. Nhưng kỳ thực, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, Đỗ Ngọc Hà, tức Hà Miên, và Bùi Quang Sơn cùng nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc. Hà thuê lập trang web, kênh trung gian liên kết nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Để thu hút người chơi, nhóm này còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là khoảng 30.000 tỷ đồng. Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trước đó cũng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Phạm Công Anh cầm đầu. Bước đầu xác định từ tháng 7 năm 2020 cho đến khi bị bắt vào tháng 11 năm 2021, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, dù mới chỉ học hết lớp 5, nhưng ông trùm này tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web, cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến, đổi thưởng có tính chất cờ bạc. Để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm siêu xe, nhưng đối tượng lại chỉ chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Hai chiếc xe hạng sang là tang vật công an thu giữ thuộc sở hữu của cấp dưới. Cách đây không lâu, khi công an Hà Nội tạm giữ Bùi Xuân Thành, trú tỉnh Hải Dương và 4 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, dư luận cũng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng bởi ông Thành là một đại gia buôn gỗ khá có tiếng ở thành phố Hải Dương. Năm 2015, dư luận trầm trồ với căn biệt thự của ông rộng hàng trăm mét vuông, tọa lạc ngay trung tâm thành phố với phần nóc nhà là một chiếc trực thăng đang án ngự. Và đây cũng là nơi ông trùm thiết lập điều hành mạng lưới cá độ bóng đá hàng triệu đô la Mỹ xuyên các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên. Theo kết quả điều tra, các đối tượng thống nhất nhận số lô số đề và tiền cá cược bóng đá của người chơi rồi chuyển cho đầu mối để hưởng tiền chênh lệch. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thành đặt hệ thống máy tính tại Mộc Châu và dùng điện thoại điều hành từ xa đường dây tổ chức đánh bạc này. Cảnh sát ghi nhận từ đầu năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, đường dây cờ bạc giao dịch gần 1.000 tỷ đồng.